Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người quay trở lại với Hoàng Sơn Design. Trong video hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn để cắt mẫu đầm này nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một mẫu đầm dạng cổ tim. Mình cho tối một chút này. Chúng ta sẽ có một dáng cổ tim, một đường cắt rời ở chân ngực này. Ở đây các bạn sẽ xếp cho mình làm 3 ly. Phía bên này chúng ta sẽ chiết vào. Đây thì các bạn sẽ xếp cắt một đường chéo này và xếp 5 ly ở đây. Cho đây chúng ta sẽ có một đường cắt rời nhé. Đó. Ở đây chúng ta sẽ có hai đường cắt. Đó. Phần này thì các bạn sẽ làm bèo nhé. Đấy. Đây là thân sau này. Được chưa? Thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị cho mình thân trước và thân sau của đầm cơ bản. Các bạn nào có nhu cầu mua dập gốc cơ bản giống như mình đang có ở đây thì các bạn có thể nhắn tin cho mình qua Zalo ở trên này nhé. Mình đang có bán combo dập gốc gồm có sơ mi, đầm vét và măng tô, mức phí là 300.000. Chưa? Đầu tiên thì các bạn sẽ xác định cho mình cái đường cắt rời ở đây. Chưa? Đường cắt rời này nhé. Chúng ta sẽ lấy từ hạ chân ngực, các bạn lấy xuống cho mình. Đây là hạ chân ngực nha, các bạn lấy xuống cho mình tầm khoảng phân rưỡi đến 2 phân. Lần trước các bạn cắt gấp đôi cho mình nhá. 1,5. Chúng ta sẽ kéo thẳng cái cạnh ly ở hạ eo lên. Con núi này vào đây. Mình sẽ cắt thành ra nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 cái ly nhé. 3 cái ly. Thì mình sẽ lọc bỏ phần ly thân này trước. Đó. Các bạn cứ lọc bỏ ly thân trước. Chúng ta đóng tạm vào nó đã. Tạm vào trước đã nhỉ. Sau đó chúng ta mới tách ra để làm ly sau. Ok. Ở đây chúng ta sẽ có 3 ly. Mình sẽ có một ly ở giữa này, một ly ở phía bên này. Nó sẽ kẻ chéo chéo đi một chút. Một ly ở đây. Chỗ này chúng ta sẽ nối vào, trụm vào đầu ly thân nhé. Bạn cắt này ra. Rồi bây giờ thì các bạn sẽ đóng cái ly van này vào cho mình. Thế đấy thì các bạn sẽ dán thêm giấy vào cho mình. Từ giấy khác đi. Cậu sẽ dán nó vào đây. Cậu sẽ mở ra để cho ba cái ly này nó gần gần bằng nhau là được nhé. Bây giờ này, cái ly này thì các bạn sẽ hất nó ra ngoài sườn. Còn gấp nhà cho mình này. Hai ly này. Ba ly. Sau đó thì các bạn sẽ cắt. Cắt lại đường này cho mình. Chúng ta sẽ có được 3 cái ly như này.
ta ly nhà nhá. Đây là phía thân bên phải. Phần thân bên trái thì các bạn chỉ cần lọc bỏ ly thân. Này nó cắt vào đây. Còn đóng cho mình cái ly vai này vào. Đóng ly vai này vào. Chúng ta sẽ kẻ lại đường vai con. Đây mình sẽ gấp đôi và mình cắt cho dễ nhé. Và xác định cho mình cổ này, chúng ta sẽ lấy ngang cổ ra tầm khoảng 10 cho đến 11 phân. 10 đến 11. Sâu cổ thì các bạn lấy cho mình từ sâu cổ cơ bản xuống tầm khoảng 8 phân, 7 đến 8 phân. Chúng ta đánh hơi cong đi một chút thôi nha. Và các bạn sẽ đóng cái ly cổ vào cho mình, xử lý để chống bừa cổ nhé. Ta sẽ dán nó vào đây. Sau đó thì các bạn mới cắt lại cho mình cái đường vòng cổ nhá. Khi các bạn đặt lên trên vải cắt thì chúng ta sẽ chừa đường may này ra để các bạn chiết cái ly này vào cho mình. Bên này chúng ta sẽ xếp thành 3 ly. Tiếp theo đến phần thân phía bên dưới này. Mình sẽ kẻ lại đoạn ly này nhé. Chúng ta sẽ gấp cái ly này vào. Đấy nhá, mình sẽ dán hết cái ly này vào. Để chúng ta làm được cái phần thân. Ở phía dưới này thì các bạn sẽ bấm ra cho mình. Chúng ta kéo dài cái đường tâm ly này xuống dưới gấu và các bạn bấm nó ra. Bạn dán đoạn này vào cho mình này. Thì bên này cũng thế nhé. Ok. Sau đó này, ở đây chúng ta sẽ cắt một đường từ hạ eo, các bạn sẽ cắt cong xuống hạ mông này cho mình. Đó. Được chưa? Đoạn này thì chúng ta sẽ cắt theo đường bổ mạch. Còn bên này thì các bạn sẽ kẻ ra cho mình làm 5 ly. Chúng ta sẽ chia đoạn này ra làm 5 cái ly nhé. 12, 13. Đó, các bạn sẽ chia ra cho mình làm 5 ly và các bạn sẽ kẻ nó xuống dưới đường sườn này.
Phần này thì các bạn sẽ cắt cắt vào đây nhé. Thì dưa gấu này các bạn sẽ dán thêm giấy vào cho mình. Bây giờ chúng ta sẽ cắt vỏ này ra. Phần này các bạn sẽ cắt rời ra để chúng ta làm thành các cái ly. Bây giờ các bạn sẽ giải tách nó ra. Các bạn mở tách ra cho mình tổng khoảng 2 phân rưỡi đến 3 phân thôi nhé. Và vuốt nó phẳng ra. Các bạn cắt đi. Ở đây các bạn xếp ly thì chúng ta sẽ hất từ dưới lên nhá. Hất từ dưới lên. Sau đó thì các bạn sẽ cắt này đi thôi. Đó. Phần này chúng ta sẽ may lại với nhau này. Ok. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ cắt cho mình cái bèo. Rồi cái bèo đoạn này nhé. Thì các bạn sẽ đặt lên một tờ giấy. Để chúng ta cắt được cái đoạn cong. Độ dài nó sẽ bằng phần này. Đấy. Đây. Sẽ đặt nó lên đây. San dấu lại cho mình cái đường cong này. Được chưa? Còn đặt đến phần bên dưới này. Đặt lên đây. Các bạn sẽ thấy là nó đây cái phần bèo này nhá, xuất phát từ đây cong xuống dưới này, được chưa, cong dưới đây. Thì cái đoạn này thì các bạn sẽ lấy bằng đường sườn này, bạn lấy từ đây xuống cho mình tầm khoảng 10 phân. Đoạn này thì các bạn sẽ sang dấu lại đường sườn bên này, chúng ta sẽ lấy từ gấu lên tầm khoảng cũng 10 phân nhé. Đây các bạn sẽ vẽ này xuống đây. Chưa? Đây là hình dạng của cái bèo đó. Và chúng ta sẽ, khi các bạn cắt này xong nhá, chúng ta sẽ bấm tách cái này ra. Các bạn sẽ giải đoạn này ra cho mình. Giải nó ra.
Các bạn muốn nhún nhiều thì các bạn sẽ giải tách cái phần này ra nhiều. Muốn ít thì chúng ta giải tách ra ít nhá. Thì các bạn tạo được cái phần bèo ở đây. Chưa? Tiếp. Phần thân này, phía bên dưới này chúng ta lại có một cái đoạn bèo ở đây nữa. Nhá. Thì cái đường cắt ở phía bên này thì các bạn sẽ cắt cho mình từ hạ mông. Còn cắt cong nó vào đây. Được chưa? Chúng ta cắt rời thằng này ra. Và phía bên dưới này các bạn sẽ tạo một cái bèo nữa để may kẹp với cả thằng này nhá. Mình sẽ dán lên giấy đây, dán lên giấy đây cho các bạn mình dễ hình dung nhá. Đây chúng ta sẽ có được một mảnh như thế này. Và có một mảnh bèo thì các bạn sẽ cắt nó có hình dạng như thế này luôn. Các bạn cắt như này nhá, sau đó chúng ta sẽ tách nó ra để các bạn lấy được cái phần đất để chúng ta rút bèo nhá. Đây, giờ mình sẽ giải. Mình sẽ cắt này ra ghép vào cho các bạn nhìn nhá. Chúng ta sẽ có đường này. Đây. Các bạn sẽ ghép như sau này. Sau này thì các bạn sẽ xếp ly vào nhá. Chúng ta may với cả cái phần bên dưới này. Tiếp đoạn này thì các bạn sẽ may kẹp hai thằng này lại với nhau. Đây là phần bèo nhá. Rút nhún may nó vào đây. Được chưa? Sau đó chúng ta may với cả thằng bên trên này. Tiếp theo đoạn này là sẽ cắt một cái bèo nữa và bạn may vào đây nhá. Chưa nhỉ? Thì chúng ta sẽ có hai tầng bèo, một đây và một phía dưới này. Ok chưa? Còn đối với thân sau đây, phần thân sau này thì các bạn chỉ cần cắt cho mình một đường cắt đi qua mông và chúng ta sẽ tạo được cái phần bèo phía dưới này là xong đó. Bạn cắt thằng này ra thôi, cắt hơi cong xuống dưới cho mình một chút nha. Được chưa? Cái ly thì các bạn sẽ chiết cao lên cho mình một chút. Ở đây thì bạn sẽ tạo một cái bèo nữa, chúng ta may với cả bạn này nhá. Phần cổ của thân sau thì các bạn sẽ đặt phía trước này lên, chúng ta xác định được ngang cổ của thân sau và các bạn lấy sâu 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 cổ xuống cho mình khoảng 3 phân. Chúng ta vẽ được vòng cổ này ra. Được chưa? Đó. Tay thì các bạn sẽ làm tay thường và chúng ta sẽ tạo cái măng xếp. Cửa tay này sẽ rút nhún một chút nhé. Tay này đơn giản là mình sẽ bỏ qua. Đó. Ok, như vậy là mình đang dẫn xong các bạn cái cắt mẫu đầm theo mẫu có sẵn. Các bạn cảm thấy video hữu ích hãy like, chia sẻ và đăng ký theo dõi kênh mình nhé. Xin chào các bạn.